review chi tiết, kích men 1 giờ, sản phẩm có thật sự chữa được yếu sinh lý, xuất tinh sớm, lạm dụng có bị vô sinh không, để chiều lòng các quý bà cũng như khát khao thể hiện bản lĩnh giường chiếu. Không ít quý ông đã săn tìm kích men 1 giờ, nhiều người cho rằng nếu sử dụng sản phẩm này thì có thể phong độ cực đỉnh, bản lĩnh 1 giờ, kích men 1 giờ có thật sự thần thánh như vậy không, nếu lạm dụng có gây hại cho sức khỏe, có gây vô sinh không. Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ qua video dưới đây. Bài thuốc quý từ giáo sư Việt Kiều Mỹ, giáo sư Trần Trọng Trí, Chí, chính là người nghiên cứu ra bài thuốc quý giúp tăng cường sinh lực phái mạnh. Ông nói rằng suốt 10 năm nay ông luôn giữ bí mật về sản phẩm này chỉ dành cho những khách hàng sộp có tiếng. Tuy nhiên chứng kiến nhiều cảnh hạnh phúc tan vỡ, gia đình tan lì, giáo sư quyết định công bố sản phẩm này trước công chúng. Vì ông biết rằng kích men một giờ sẽ giúp các quý ông lấy lại phong độ và các quý bà sẽ phát cuồng sản phẩm này thành phần quý hiếm từ thảo dược thiên nhiên thành phần cực khủng đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ. Trong đó có một số thành phần được coi là tiên dược dành cho phái mạnh, bạch tật lê, giúp tăng hóc nam tự nhiên trong máu lên 40%, cơ thể trở nên sẽ tươi trẻ, cường trắng và giàu sinh lực. Ngũ vị tử, nó chứa axit citric, axit malic, axit tectric, vitamin C, schizanrin, đường và tanin là thành phần được dùng nhiều trong các thang thuốc bổ thận tráng dương, nhục thung dung. Đây là một thần dược trong đông y giúp ích tinh, có tác dụng giống như một hormone sinh dục tự nhiên. Ngài tạm đực, về mặt làm thuốc, ngài tạm đực có tác dụng ích tinh, bổ thận tráng dương, dùng trị các chứng di tinh, hoạt tình, liệt dương. Đây cũng là lần đầu tiên một sản phẩm tăng cường sinh lực của Việt Nam bảo chế được dựa trên ngài tạm đực. Vậy thật sự tác dụng của kích men một giờ là gì? Kích men một giờ giúp tăng học ban nam tự nhiên, bổ thận, tráng dương. Ngoài ra còn giảm quá trình mãn dục của quý ông ở tuổi trung niên, giúp tăng thời gian yêu cho các chàng trai chưa đi chợ đã hết tiền. Theo nhiều nghiên cứu lâm sàng, kích men một giờ giúp các chàng trai dễ dàng kiểm soát thời gian yêu. Theo nhiều ghi nhận tăng từ 70 đến 200% thời gian, ví dụ nếu bạn chỉ chịu nhiệt được 5 phút, không tính dạo đầu, thì có thể tăng lên gần 15 phút, quá đủ để người ấy thỏa mãn, kích thích khoái cảm dành cho những quý ông trung niên. Sau khi sử dụng 30 phút, mãnh thú trong người bắt đầu trỗi dậy. Đây chính là lý do mà nhiều quý bà phát cuồng và thường đặt mua sản phẩm. Cải thiện chứng trên bảo dưới không nghe. Quý ông 50 có thể lấy lại phong độ thời 25, 30. Ngoài ra kích men 1 giờ còn giúp tăng chất lượng tinh bình. Cải thiện chứng hiếm muộn ở Nam giới. Người sử dụng đánh giá như thế nào? Theo thống kê từ nhà sản xuất, hai đối tượng đặt mua nhiều nhất là các chàng trai trẻ để cải thiện chứng xuất tinh sớm và các quý bà mua về bồi bổ cho các ông chồng trung niên vậy chuyên gia đánh giá thế nào về sản phẩm? Các chuyên gia cảnh báo, chất lượng tinh trùng nam giới ngày càng giảm, yếu sinh lý có thể gây vô sinh. Theo bác sĩ Trương Văn Cường, chuyên khoa nam học nhận xét xuất tinh sớm, yếu sinh lý là bệnh rất phổ biến ngày nay. Các đấng mày dâu không có gì phải e ngại, nên chủ động chữa trị. Vợ và người yêu của các quý ông cũng nên khéo léo, động viên các ông điều trị. Kickman 1 giờ là sản phẩm lành tính với thành phần tự nhiên chuẩn FDA Hoa Kỳ. Sản phẩm này hoàn toàn không tác dụng phụ ngoài ra còn hỗ trợ cho các ông có tinh binh yếu, hiếm muộn. Đây chính là bí mật giúp các quý ông thể hiện bản lĩnh. Tôi hơi bất ngờ một sản phẩm với nhiều dược liệu quý cùng công thức bào chế cầu kỳ, nhưng có giá thành hợp lý như vậy. Cách sử dụng kích men một giờ đạt hiệu quả tốt nhất để duy trì phong độ dùng ngày mùng 2 viên, một viên sáng, một viên chiều, không dùng nhiều hơn nếu ngày đấy bạn không yêu. Cứu cánh dành cho những anh yếu, không khoái cảm, xuất tinh sớm, trên bảo dưới không nghe dùng 4 viên trước khi lâm trận khoảng 2 tiếng. Để sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất bạn cần lưu ý, dùng đủ liệu trình 2 hộp mỗi ngày mùng 2 viên để trị sức hẳn không bị tái lại xuất tinh sớm và yếu sinh lý, ăn ngủ đúng giờ, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế rượu bia, chất kích thích, tích cực tham gia thể dục thể thao. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, các bạn có thể tham khảo bên dưới mô tả video này.